Xin chào các em, chào mừng các em đến với trung tâm G -Master. Thì trong bài học ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng React JS với form. Chúng ta sử dụng React JS để chúng ta đọc dữ liệu từ một form, giả dụ như trường input nhập vào username, password hay là chúng ta nhập vào lựa chọn tỉnh thành phố hay là nhập vào một đoạn text để giới thiệu về bản thân. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta cùng đi vào trong ví dụ. Thì trong bài học này ở đây thầy tạo một component đặt tên là register, tại chúng ta sẽ tạo một cái form đăng ký người dùng thì trong đây thầy dùng class để tạo component là register extend và thầy copy từ bài học trước sang một chút thông tin ở đây chúng ta có name tức là nhập vào name username password city tức là chúng ta sẽ sổ xuống một danh sách thành phố và chúng ta chọn about tức là chúng ta sẽ nhập vào một đoạn text dài text area thì ở đây cái component của thầy đây thầy sẽ dùng render ra một cái form và đây thầy có là enter username này đây là password này đây là button và thầy đổi thành register chẳng hạn Đấy, như này. Tương tự ở đây thầy có thể nhập vào thầy copy lại. Đây là name này, enter name này. Ở đây thì thầy để name đây, username này. Tương tự ở đây thầy sẽ có password này, thầy dám vào đây. Mình sẽ có là city thì city thầy sẽ copy lại, thầy dùng select. Thì select ở đây các em nhớ nó không phải là input, do vậy ở đây thầy sẽ xóa đi. Đấy. Select đây thì trong select này đấy, thầy sẽ để là option như này và đây để value giả dụ như Hà Nội value là HN và thị ra là Hà Nội như này đấy đây là cái thẻ form select như vậy thầy sẽ đóng thằng select này lại. Tương tự ở đây các em copy lại, giả dụ chúng ta có nhiều option. Hà Nội, Hồ Chí Minh. Đây là Hồ Chí Minh. Đây là Đà Nẵng chẳng hạn. Đây là Đà Nẵng. Đấy, giả dụ thầy có 3 tỉnh thành như này, đây là form select. Và đây thì mình sẽ có cái form cuối cùng là text area thì thầy cũng tạo một cái div. Trong này thầy để text area đấy như này và trong text area thầy để placeholder là enter about view như này đấy đây là button register như vậy đây là cái form của thầy đang dùng để đăng ký người dùng thì thầy có name username password như một form html thôi nhưng ở đây chúng ta sử dụng Zx cầm nhớ đây là Zx nó sẽ build thành một cái đo màu và sau đó thì cái đo màu này react sẽ render thành một cái DOM thật trong trình duyệt của chúng ta sẽ update sau diện thì ở đây các em hình dung là mình có các state đây là name username password city about thì giả dụ bây giờ các em muốn fix giá trị bắt đầu cho những cái input này thì chúng ta để trường value ở đây đấy và đây các em chỉ việc là git.state.name thì lúc đầu cái giá trị này khoảng trắng thì lúc này username à name sẽ là khoảng trắng đây tương tự username password đấy các em chỉ việc là đổi những cái thuộc tính trong đằng state này cho những cái thằng input tương tự select thì trong react các em có thể value ở đây cũng được đây là city giả dụ mình mặc định là hồ chí minh chẳng hạn thì đây là hồ chí minh tương tự như vậy ở đây mình để value ở đây là ở bao đấy như này và đây là cái button register thì bài học trước thầy đã hướng dẫn các em sử dụng uh, gọi một cái hàm even khi chúng ta khôn đến thì chúng ta có thể dùng arrow function chúng ta có thể dùng uh, function bình thường kết hợp với by thì trong bài này thầy dùng arrow để đỡ mất công mình by thì lúc này giả dụ khi chúng ta nhập vào dữ liệu thì chúng ta sẽ lưu cái dữ liệu đấy bằng cách bắt trạng thái thay đổi dữ liệu trên những cái input này và xét lại giá trị vào trong cái thằng đối tượng state thì ở đây thầy sẽ đi uh, bắt sự kiện trên thằng uh, enter name này bằng cách là on chain và trong on chain này Thầy sẽ đi gọi một cái hàm để xét giá trị vào trong cái thằng uh, state của trường uh, name. Thì bây giờ để dễ dàng hơn thầy có thể tạo những cái hàm ở bên trên này và bên dưới này chỉ việc bắn cái hàm lên thôi. Giả dụ đây thầy set name. Đấy hàm set name như này. Và đây lấy even. Như này. Và đây để lấy giá trị của thằng even này. Thì chúng ta sẽ sử dụng là uh, even.target.value. Thì đây thầy có thể viết tắt luôn như này. Sử dụng git.setState. Đấy, như này. Và đây là name. 2.even.target chấm chấm này. Chấm .value, như này. Đấy. Như vậy chúng ta sử dụng even.target.value. Chấm chấm Và lúc đấy thì mình có thể gọi cái hàm đây. Chấm set name Tương tự như vậy, các em có thể viết các hàm cho các input bên dưới. Chúng ta có thể copy lại. Như này. Đấy. Đây sẽ là trong copy lại hàm này. Ở đây chúng ta sẽ là set username. Username. Thì đây sẽ là username. Tương tự even.target.value, đây sẽ là set username. Thì bằng cách như thế này chúng ta có thể set lần lượt từng cái thuộc tính trong từng thằng input và khi chúng ta bắt sự kiện on chain trên những thằng input này thì giá trị sẽ được update vào trong cái thằng uh, state và đây thì chúng ta có thể sâu giá trị ra trên màn hình để cam dễ dàng hơn. Giả dụ ở bên uh, trong clip này chẳng hạn, thầy có thể sâu thêm một đoạn P ở đây để các em thấy là nó sẽ thay đổi giá trị như thế nào. Giả dụ là bạn Enter. Ở đây thầy sẽ sử dụng là git.state. name. Đấy. Như vậy khi chúng ta nhập name thì cái giá trị name này sẽ được hiển thị bên dưới này. Tương tự như bên dưới này các em có thể copy lại các em dán vào bên dưới này để chúng ta thấy được giá trị nhập vào Đấy, hoặc là ở đây các em có thể sâu thêm một cái dip bên dưới để các em in ra cái giao diện để giá trị chúng ta nhập vào đây sẽ là username thì thay có thể npm start server để chúng ta có thể thấy kết quả mình có thể test thử trước hai trường là set name và set username ở đây thì lúc này thầy sẽ chờ server khởi động một chút thầy có thể zoom to này một chút để các em thấy dễ hơn thì hôm nay server đã khởi động thì nó hơi mất thời gian một chút để nó compile những cái code js uh, uh, này thì tương tự ở đây các em có thể uh, tranh thủ thời gian các em có thể làm thêm những cái on chain cho những cái thằng input password này ct này ở đây select thì các em dùng, cũng dùng on chain như thằng bên trên thôi Đấy, ở đây select các em dùng on chain và text chúng ta cũng dùng on chain Đấy, như vậy đây, em dùng select, em dùng on trên đây, mình sẽ là set password chẳng hạn. Như này. Đấy. Đây sẽ là set city. Và đây sẽ là set about. Thầy sẽ khai báo trước các hàm và sau đó thì đây, mình sẽ đi khai báo các hàm trên này. Đấy. Set city even mũi tên sang như này và thầy copy lại bên trên thầy dán vào đây đây sẽ là city. Và đây sẽ là even.target.value. Thì thầy xếp lại. Ở đây thì có set password, tương tự thầy làm hết. Set password này. Và đây là set about. Làm nốt cái set about đúng không? Set about. Đấy. Even. Tương tự các em copy lại đây sẽ là ở bao và đây cam copy lại cam xét dữ liệu cho thằng password xét password đây sẽ là password như vậy chúng ta đã xét cho name này username này city này ở này vào password và mình xếp lại thì bây giờ thầy sẽ vào đây thầy sẽ vào cái thằng index.js này đấy thay đổi cái even listener bài học trước thành cái register component đấy như này thầy xếp lại thì lúc này nó sẽ hiển thị cái form register cho thầy ở đây giả dụ thầy nhập đây là g master chẳng hạn căn cho tay bên dưới cái giá trị sẽ được update trên giao diện của chúng ta bởi vì khi chúng ta nhập nó sẽ bắt sự kiện on trên và nó xét lại cái value trong cái thằng state và thằng state này sẽ update lại cái giao diện để render lại cái dom và hiển thị giá trị trên này tương tự ở đây các em có thể nhập ví dụ như là gì master username này như này các em sẽ thấy nó hiển thị tương tự như password hay là city thì chỗ này thầy có thể copy lại để thêm vào đây để các em thấy các em nhớ là các em phải lốt cái component này vào trong cái index js chỗ này và các em bỏ component này vào trước đi và sau đó mình sẽ quay ở đây thì các em có thể sau thêm giá trị giả dụ ở đây các em có thể sau thêm ở đây sau thêm thằng password này Đấy, sâu thêm vào đây. Tương tự có thể sâu thêm thằng City. Đấy, các em có thể format lại code, sâu thêm thằng City ở đây. Tương tự là Area. Đấy, mình có thể sâu thêm vào đây để mình uh, kiểm tra lại những cái giá trị mình nhập vào. Thì lúc này thầy refresh lại. Đây, thầy nhập vào đây là Gmaster. Tên đăng nhập là Gmaster. Mật khẩu là 123456, đúng không? Đây là Hồ Chí Minh, thì ở đây mình có thể thay đổi đà nẵng đây các em thấy thay đổi đây những cái value này mình sẽ lấy đấy các em nhớ cái giá trị hiển thị này chính là cái value trong thằng option đây value trong option đây còn cái giá trị hiển thị đây tương tự ở đây thì nhập là gmaster master đấy. full stack chẳng hạn như vậy các em thấy nó hiển thị kết quả nhập được bên dưới này như vậy tất cả những cái thằng này các em thể dùng on trên để các em bắt sự kiện tương tự như vậy đối với thằng button thì bài học trước đã học chúng ta có thể dùng on click ở đây và chúng ta sẽ gọi vào một cái hàm là submit register chẳng hạn như này và lúc này ở đây thầy có thể tạo một cái hàm là submit register như này hàm này thì thầy không phải truyền vào gì cả bởi vì tất cả trong state mình đã có tất cả dữ liệu rồi giả dụ đây thầy có thể cần xuân ra đấy git chấm state thì sau này mình sử dụng đến thằng api thì mình có thể sử dụng cái api fast để mình up up cái đối tượng state này lên server để chúng ta bắn lên dữ liệu thì ở đây thầy cần số logs thì ở đây các em có thể F12 lên các em có thể xem màn hình cần sơn. giả dụ đây thầy nhập vào đúng không như này thì nhập vào là ABC chẳng hạn G -master. thì thầy có thể click đây các em sẽ thấy cái đối tượng state của thầy nhận được chính là một cái đối tượng JavaScript và chúng ta có thể convert cái thằng này về dây JSON và chúng ta đẩy lên API thì quay trở lại chỗ này thì các em sẽ thấy là tất cả những cái thằng mà set city ở đây set city hai lần thì các em bỏ bớt đi. Đấy. Set name này, set username này, set city này, set about này, set password này, nó đều giống nhau về mặt cấu trúc. Ở đây mình đều giống nhau, nó chỉ khác nhau là cái, cái 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 thuộc tính này thôi. Thì bây giờ mình có thể viết một hàm chung cho tất cả cái này cũng được. Giả dụ set name, username, city, about, password thì thầy có thể viết chung lại một hàm như sau là set from như này, này bằng even. Bởi vì trong cái thằng even này mình có thể lấy cái, cái thuộc tính của nó ra. Giả dụ cái thuộc tính ở đây. Cái thuộc tính even này mà nó trùng tên với cái thằng trùng uh, tên với cái thuộc tính bên trên này thì mình có thể đọc ra. Ở đây thì giả dụ các em đặt cho nó một cái name. Giả dụ ở đây thì đặt cho nó một cái name ở đây. Cái name này mà trùng trùng name với cái thuộc tính trong thằng state. Giả dụ đây các em đặt name vào như này. Cái name này sẽ trùng với thằng uh, thuộc tính trong thằng state. username. Đấy. Tương tự ở đây cái name này là password chẳng hạn. Các em có thể copy lại. Các em nhớ là cái, cái giá trị của thằng name này nó phải trùng với thuộc tính trong thằng state để khi chúng ta set thì nó sẽ đồng bộ với nhau. Đây sẽ là city. Và tương tự như vậy, bên dưới này thầy copy lại và đây sẽ là thầy xóa vào đây. Đây sẽ là about. Đấy. Thế phóng to một chút để các em dễ nhìn hơn. Thầy thu nhỏ cái này lại. Đấy. Như vậy đây các em đặt thuộc tính name và từng cái thằng input này, text area select này. Và bên trên này chúng ta có thể gọi chung về một hàm, giả dụ đây thầy set prime. và thầy có thể đọc cái name ra, giả dụ let name bằng even.target.name như này và let value bằng even chấm target chấm value đấy như vậy thầy đọc cái name của thằng input và cái value của nó nhập vào và sau đó thầy có thể dùng zit chấm set và trong này thầy sẽ sử dụng một đóng ngoặc vuông như này đóng ngoặc vuông để nhận cái biến name này làm cái key và value của nó sẽ là value đây như này thì lúc này các có thể dùng chung cái hàm set param này cũng được thay vì các hàm dùng hàm set name. Đây mình sẽ dùng hàm set param tất cả. Đấy, như thế này thì mình đã mới công về cốt nhiều hàm. Mình sẽ dùng hàm set param ở đây. Đấy. Đây là sẽ là on uh, trên đây, on trên đây. Các gọi chung về hàm set param. Tất cả mình sẽ gọi chung về hàm set param cho name username này, password này, uh, select ở đây city và about như vậy chúng ta có thể dùng cách như này để chúng ta viết một hàm chung cho tất cả. Và các em nhớ đây cái thuộc tính name này là chung với thuộc tính trong thằng state. Và khi chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng đóng một vuông này để thằng js nó hiểu là mình sẽ lấy cái cái giá trị của name để làm cái thuộc tính cho cái đối tượng chúng ta xét vào. Thầy sẽ xếp lại. Và bây giờ thầy có thể lên đây. Đấy, cô có thể đã refresh và bây giờ thầy nhập vào, thầy có thể refresh lên nữa. Và rồi thầy nhập vào đây là Gmaster. Đấy, cảm thấy nó vẫn nhận như bình thường đúng không? Gmaster. 1, 2, 3, 456 đúng không? Trong có thể chọn Hà Nội. Và ở đây các có thể C Java full stack chẳng hạn. Thì hôm nay có thể bấm click enter thì cái đối tượng chúng ta nhận được ở đây. Như vậy ở đây trong bài học này chúng ta có hai cách chúng ta có thể viết từng cái hàm set cho từng cái input này và chúng ta sử dụng sự kiện on trên trên từng cái thằng input. Hoặc là chúng ta có thể viết một cái hàm chung là hàm set ở đây thì chúng ta có thể đọc cái thuộc tính name như vậy thì trong cái thằng input này các em phải khai báo một cái thuộc tính name, hoặc là thằng select, hoặc là thằng text area và cái thuộc tính name này chắc chính là cái cái thuộc tính của đối tượng chúng ta sẽ đẩy lên API sau này. Thì trong bài học ngày hôm nay, hy vọng các em đã biết cách làm việc với form. Thì trong bài học tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng một form với checkbox radio. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.